chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, bề trên nghênh đón, hưởng trọn lộc trời, làm ăn trúng lớn, làm một hưởng 10, trúng số liên tiếp, đổi đời vào nước đố đổ dách, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, sinh mệnh của mỗi người đều chỉ có một, thọ mệnh có thể dài, cũng có thể ngắn. Thế nhưng sống trên cuộc đời này, sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức, những lúc vất vả gian nan, buộc lòng ta phải cố gắng cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Tử Vi học cũng nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt. Trời sinh tuổi Canh Tý mang mệnh đắc tài phú, số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, túng thiếu, nhưng nhờ sự chăm chỉ cố gắng và sống có đức độ của mình mà được bề trên chứng giám, ban cho nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua, Canh Tý liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy nhiên qua cơn Mỹ cực tới hồi Thái Lai, bước sang 2 tháng cuối năm 2024, cụ thể là tháng 11 và 12 âm lịch này, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông có chỉ ra rằng, những người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, nếu chú ý điều này thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, giàu như vũ bảo, khiến ai ai cũng kính nể. Về cụ thể chi tiết vận trình của người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, sẽ ra sao, bản mệnh sẽ gặp những vận may gì, có gặp phải vận hạn gì trong 2 tháng tới hay không, và cách hóa giải cụ thể như thế nào, thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Quý vị thân mến, Canh Tý đã đang đi qua 65 năm cuộc đời rồi, đối với hầu hết mọi sự đều đã sáng tỏ, thông suốt, đã xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 65 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ đối với Canh Tý không còn quá quan trọng, mà điều bản mệnh quan tâm là sắp tới bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không. Quả thực thời gian không buông tha bất cứ ai, có thể biến ta từ tuổi trẻ mạnh mẽ, sung sức, trở thành ông lão, bà lão, tóc bạc hoa râm, làn da đầy vết sạm nám. Cho dù Canh Tý từng một thời oanh liệt hoặc đạm bạc thanh cao, dù ra sao tất cả đều đã qua đi. Đoạn đường nhân sinh kế tiếp, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thực ra con người đã đi đến cái tuổi này, khổ sướng gì cũng đều đã trải qua. Thế nên chúng ta ở hành trình cuối cùng của nhân sinh này cũng cần thản nhiên vượt qua. Người già có thể trông cậy vào chỉ có chính mình, nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Con cái đối với bạn là đạo lý, hiển nhiên khi con cái đưa tiền cho bạn cũng không cần cự tuyệt. Trong cái thiện thì chữ hiếu đứng đầu, con cái hiếu kính bạn là tốt. Điều đó chứng tỏ bạn đã không giáo dục chúng một cách uổng phí. Nhưng bất kể chúng đối với bạn tốt đến mấy, cũng chớ quên nhân sinh phải dựa vào chính mình. Quãng đời còn lại ngàn vạn lần, đừng dựa dẫm vào người khác. Mỗi ngày trôi qua, mệnh chủ chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là tốt rồi. Muốn đi du lịch thì cứ đi du lịch, làm những việc mà mình muốn làm. Người đã chạm mốc 65, có cái khổ nào mà chưa nếm trải? Nhân sinh đã đi quá nửa hành trình, quãng đời còn lại chỉ cần bạn đối đãi tốt với chính mình. Đến khi bạn già rồi, bạn còn có thể dựa vào ai? Chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Ngoài trừ chính mình ra, ai cũng đều có khả năng rời bỏ bạn. Đối với chính mình tốt một chút, như vậy đã là đủ rồi. Cả cuộc đời vất vả kiếm tiền, đến cuối cùng lại không đối tốt với chính mình. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, liệu ai sẽ là vì bạn mà thật lòng rơi nước mắt? Chính vì thế, bản mệnh hãy cứ đối tốt với bản thân mình, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tuổi Canh Tý giống như chú chuột luôn giữ tinh thần tập trung cao độ, giữ gìn của cải, bảo vệ những người thân yêu. Đến khi bỗng quay đầu nhìn lại, 65 tuổi cũng là 65 năm cuộc đời buồn vui, sướng khổ, sang hèn, dinh nhục. Tuổi trẻ Canh Tý đã phải bôn ba nhiều vì không có chỗ dựa, nhưng luôn được thần Phật bảo hộ bình an, hậu vận phát đạt. Người này nếu có chí hướng thì sẽ tốt hơn, vì mưu lược biết tính toán, lại có số mệnh tương sinh hòa hợp, làm ăn thịnh đạt. Nếu không có chí hướng thì chỉ bình bình qua ngày, no cơm ấm áo êm, không phải dư giả.
Trong cuộc sống, Canh Tý nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và ôn hòa, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Canh Tý được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Theo Tử Vi Phương Đông luận giải, Canh Tý mang mệnh Bích Thượng Thổ, đất trên vách, là người coi trọng an nhàn, cả đời tài lộc không thiếu, mọi việc đều thuận lợi, gặp hung quá cát, quý nhân phù trợ, nữ thì hưng dượng, là mệnh âm gia, họ là người trưởng thành sớm. Với họ, hạnh phúc và sự hài lòng được tìm kiếm theo trình tự, trật tự và sự an toàn. Họ sẽ cố gắng để phát huy những điểm mạnh của mình và để được công nhận tài năng. Một trong những tính cách dễ nhận thấy của tuổi Canh Tý đó là sự ổn định. Ổn định này bao gồm nguyên tắc, lập trường, tư duy, quan điểm nhìn nhận, lối sống, công việc. Tâm lý của họ luôn bền vững, luôn luôn nghĩ điều tốt, làm việc thiện, yêu ghét đều phân minh rõ ràng. Người tuổi Canh Tý có lối sống đạo đức noi theo khuôn phép, quy củ, trật tự. Với họ, việc noi theo khuôn vàng, thước ngọc, mẫu mực, chuẩn chỉ là hành động tự giác. Họ vui vẻ làm điều đó, và nếu phá bỏ những nguyên tắc này thì họ dùng bữa không cảm thấy ngon, luôn bị giày vò hối hận. Ở một mặt khác, họ có thể quá chú tâm tới thành quả, tự cho mình là đúng và không nhẫn nại với người khác, đặc biệt khi họ quá nôn nóng để hoàn thành mọi việc theo đúng tiêu chuẩn của mình. Họ rất quan tâm tới danh tiếng và thể diện của mình, nhưng nhiệt tình và bảo vệ những người mình thương yêu. Họ có tiêu chuẩn vật chất cao và luôn so sánh mức độ thành công của mình với đồng nghiệp. Người này cũng có thể trở nên quá thực dụng và keo kiệt về tiền bạc. Họ không bao giờ chơi trò may rủi và hiếm khi chớp lấy cơ hội. Kết quả là vận mệnh của người này tiến triển chậm nhưng mà chắc. Người này là những người rất cứng rắn. Sự kiên cường can đảm của họ hướng tới cố thủ, thiên về phòng thủ, tự bảo vệ mình và che chở cho người xung quanh. Đặc điểm này của họ giống với sao Liêm trong Tử Vi. Trong sách Tử Vi Đẩu Số viết về sao Liêm Trinh, có một hình ảnh minh họa, đó là một người bị nhốt trong bốn bức tường. Ý nghĩa của nó bao gồm pháp luật nghiêm minh, phạm tội tất bị bắt, hoặc bảo vệ phòng thủ đến mức tiêu cực, chỉ ở trong nhà để giữ gìn sự an toàn. Có một điều khác biệt, đó là Liêm Trinh nóng tính, còn Canh Tý thì đôn hậu, ôn hòa. Liêm Trinh đào hoa, giỏi văn nghệ, còn Canh Tý giỏi quản lý và nghiêm túc. Tuổi Canh Tý mệnh thổ thực sự là những con người của công việc. Họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận. Nhưng đã là thói quen thì dường như tuổi Canh Tý khó có thể thay đổi được. Bù lại, ở Canh Tý có sự thân thiện và cởi mở, nên tuổi này có rất nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Trên phương diện tình yêu, tuổi Canh Tý khá đa tình. Họ có thói quen lưu giữ lại những kỷ niệm của tình yêu trong căn phòng của mình. Những người này khi đã yêu rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Họ có xu hướng tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu trong cuộc đời. Tuổi Canh Tý có trí nhớ khá tốt. Điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Đặc biệt tuổi Canh Tý mệnh thổ rất nhanh nhẹn trong việc thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Tuổi Canh Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Tuổi Canh Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, tuổi Canh Tý rất cẩn thận và chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Canh Tý rất kín đáo. Nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống giàu tình cảm. Họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp hạnh phúc. Xem tử vi cho thấy, bước sang 2 tháng cuối năm, cụ thể là tháng 11 và 12 năm 2024 âm lịch, tin vui là vận trình của người tuổi Canh Tý có nhiều khởi sắc rất rõ rệt. Ở hầu hết các phương diện trong 2 tháng 11 và 12 âm lịch, con giáp này có điềm báo có quý nhân đồng hành. Dìu dắt vừa khó, nên khởi sự trong tháng dễ thành. Các kế hoạch diễn ra suôn sẻ, tạo thêm tự tin cho bản mệnh. Được cả lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh soi chiếu,
Diễn cảnh tương lai đang rất tươi sáng, miễn là bạn có cố gắng và dám làm, dám chịu, thật sự nghiêm túc với lựa chọn của bản thân, sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi con giáp này biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi trở ngại. Đặc biệt tài lộc của tuổi Canh Tý trong 2 tháng này cũng rất dồi dào, mua may bán đắt, làm ăn phát đạt. Đây được dự báo là thời điểm hiếm có để con giáp này chở mình vươn lên làm giàu thành công, không những trả sạch nợ nần, đổi giận giàu sang, mà một số người tuổi Canh Tý còn may mắn trúng lớn liên tiếp, làm đâu được đó, phất lên như diều gặp gió, tiền bạc cứ thế đổ về ầm ầm, giàu có bất ngờ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong 2 tháng may mắn này quý vị nhé. Đầu tiên xét phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Tý được dự báo có bước chuyển biến tích cực, đặc biệt theo luận giải của giới tử vi phương Đông. Thì 2 tháng cuối năm này, được sự hỗ trợ của hàng loạt các tinh, tuổi Canh Tý sẽ có những bước tiến đột phá mạnh mẽ trong sự nghiệp như sau. Thứ nhất, vận trình của Canh Tý thăng cấp vượt bậc khi được lục hợp quý nhân tương trợ. Bạn đang đi đúng đường để sớm ngày chạm tay vào mục tiêu của bản thân. Vào tháng này, nếu bản mệnh kiên trì hơn, sẽ thấy thành quả, biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Thứ hai, thêm Thái Dương soi chiếu, đây là thời điểm tốt để con giáp này nắm bắt cơ hội củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp, đặc biệt là với nam mệnh đang muốn cầu công danh, chức tước, càng không nên bỏ lỡ thời cơ này. Với những kinh nghiệm bạn có cùng sự linh hoạt, mềm dẻo của bạn, thì tháng này bạn dễ bề xử lý tốt công việc, thu phục được lòng người, nên thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Đây là 2 tháng cận kề Tết Nguyên Đán, nên bạn sẽ có nhiều việc cần phải chuẩn bị và xử lý. Tuy nhiên cũng nhờ khả năng linh hoạt, năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề của bạn đã giúp bạn kiểm soát tình hình rất ổn thỏa. Đồng nghiệp xung quanh cũng luôn tận tình hỗ trợ, giúp bản mệnh đạt được hiệu suất làm việc cao. Cũng bởi thường ngày bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người, nên khi cần sẽ được giúp đỡ rất tận tình. Thứ ba, Nguyệt lệnh Lâm Quan cũng mang tới cho bạn sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy, để luôn sẵn sàng theo đuổi những nấc thang mới trong sự nghiệp, chấp nhận thử thách và gia dấp để đổi lấy kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn. Trong tháng cuối năm, bạn cũng có nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng mềm của bản thân như giao tiếp, nghệ thuật, đàm phán. Hãy cố gắng phát huy tốt năng lực của mình nhé. Bạn sẽ nhận không chỉ nhiều lời khen mà còn cả cơ hội lớn trong sự nghiệp nữa đấy. Nhìn chung, trong 2 tháng cuối cùng của năm 2024 này, phong độ của Canh Tý đang ở đỉnh cao. Không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc, thoát khỏi dòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành. Bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, nhờ công việc thuận buồm xuôi gió mà nhiều anh chị Canh Tý được thăng quan tiến chức. Người làm kinh doanh, buôn bán thì nhận được sự tin tưởng ủng hộ của khách hàng. Về phương diện tài lộc. Bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, tuổi Canh Tý sinh năm 1960 được dự báo sẽ có vận trình tài lộc vô cùng khởi sắc. Khi các nguồn thu tăng vọt, các mức thưởng vào cuối năm cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Nhờ những nỗ lực cố gắng của bạn trong công việc, mà dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng đều dượng lộc thấy rõ trong tháng này. Sự nghiệp tài lộc đều song hỷ lâm môn, tin vui tới tấp đến với tuổi Canh Tý. Chúng ta có thể điểm qua bằng 3 ý chính sau. 1. Với người làm công việc cố định, nhờ công việc thuận lợi, đạt kết quả tốt, nên thu nhập tăng cao là điều đương nhiên. Bên cạnh khoản lương nhận được đều đặn, bạn có thể sẽ được nhận thêm khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm. Nhờ những đóng góp của mình, thưởng nóng, thưởng nhóm cũng cân nhắc dành hết cho bạn, nên túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh. 2. Với người làm kinh doanh, hàng hóa, cuối năm dồn dập khiến bạn bận tối mắt tối mũi, nhưng nó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Cơ hội để bạn hốt vàng hốt bạc ở thời điểm Tết đã đến rất gần này, chỉ cần bạn cẩn thận hơn trong bước tính toán, kiểm kê sổ sách, thì năm nay bạn sẽ nhận về khoản lợi nhuận dồi dào, tiền bạc cứ ùn ùn chạy vào túi của bạn. 3. Vì là giai đoạn cuối năm, nên sẽ có nhiều khoản cần phải chi ra cho mục đích sắm sửa đón Tết. Tùy vào khả năng của bản thân, bạn nên mua sắm cho hợp lý, chớ nên tiêu hoang mà bất chấp hậu quả về sau. Đừng quên ra Tết sẽ còn rất nhiều kế hoạch quan trọng nữa. Có kế hoạch chi tiêu thông minh,
và vừa đủ mới chính là cách ăn Tết thông minh nhất Nhâm Tý nhé. Về phương diện tình cảm gia đạo, xem tử vi tháng 11 và 12 của tuổi Canh Tý âm lịch, về phương diện tình duyên gia đạo cho thấy hai tháng tới là thời điểm đào hoa nở rộ. Với cả người độc thân lẫn người đã có gia đình, sau thiên diêu chủ tình duyên xuất hiện, tình cảm vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chu đáo. Nếu còn điều gì không hài lòng về đối phương, đừng ngần ngại nói thẳng nói rõ ra để cả hai cùng tìm cách giải quyết. Bạn chớ vì những điều vụn vặt mà vợ chồng vẫn hậm hực nhau, sẽ ảnh hưởng tới hòa khí của cả nhà. May mắn sang tháng chạp thì tình cảm gia đình ngày càng khăng khích. Khi tạm gác lại công việc đón Tết, cả gia đình bạn có dịp quây quần bên nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng bàn kế hoạch sửa soạn đón Tết, cùng đón bữa cơm tất niên với người thân, càng giúp không khí gia đình tưng bừng phấn khởi. Nhân duyên cũng đang rộng mở với một số ít người tuổi Canh Tý độc thân. Tuy nhiên, có vẻ như thời gian này bạn đang tập trung phần lớn tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp. Cơ hội đến nhưng bạn khá rững rưng hoặc không đủ nghiêm túc để lâu dài, nên có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của Canh Tý trong 2 tháng cuối năm 2024 ở mức trung bình, không gặp bất cứ trở ngại nào về sức khỏe nếu bạn vẫn có thể duy trì được lối sống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu lao lực do bận rộn quá mức với công việc và mải mê kiếm tiền. Tết Nguyên Đán đang đến gần, bạn càng cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Dù không có nguy cơ tật bệnh nào đáng ngại, nhưng bạn vẫn nên chăm trì tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này, thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang dượng vận của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. 1. Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 11 âm lịch. Dự báo trong tháng 11 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ mới, sẽ dễ để xảy ra sai sót thường xuyên. May mắn là có sao hữu bật xuất hiện, nên sẽ có người giúp sức để cứu bạn ra khỏi những tình huống khó khăn. Tuy nhiên, với những ai giúp mình thì bạn phải trân trọng việc họ làm. Nhớ phải thể hiện rằng mình lắng nghe, đừng dùng vốn hiểu biết ít ỏi của mình rồi phủ định công lao của họ, thì tương lai sẽ chẳng còn ai muốn giúp bạn nữa đâu. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh phải lưu tâm trong thời gian này, khi mà thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ, khiến bạn dễ bị đau ốm liên miên. Tuy nhiên, với những ai biết giữ gìn sức khỏe bằng việc lựa chọn trang phục phù hợp, ăn uống đủ chất, sẽ hạn chế tối thiểu được những tác động này. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Canh Tý, trong tháng này khá ổn định, nhất là trong những thời điểm bạn vượt khó khăn, khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ được nhận thưởng. Nhìn chung có nhiều dấu hiệu tích cực về phương diện tài lộc của bản mệnh vào lúc này. Hãy tận dụng lợi thế khi bạn là con giáp đổi vận 2 tháng cuối năm 2024, đạt được thành công khó ai ngờ. Ngũ hành xung khắc cho thấy mối quan hệ hiện tại có những dấu hiệu không tích cực cho lắm. Có thể hai người liên tục gây mâu thuẫn, tranh cãi vì những việc cỏn con. Quý nhân: Thìn, Tuất. Tiểu nhân: Hợi, Dậu. Màu sắc cát tường: ghi, nâu. Con số may mắn: 23, 90, 44. 2. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2024 trong tháng 12 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 12 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Canh Tý sẽ gặp được khá nhiều điều may mắn và thành công khi bước sang tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch. Những gì mà bạn nhận được trong thời điểm này chính là phần thưởng cho những cố gắng của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện nhị hợp và tam hội cho thấy bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp và hợp tác ăn ý với mọi người xung quanh. Các công việc lớn nhỏ tiến triển theo đúng dự kiến, khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn nhiều. Có người sẽ chạm tay vào cơ hội thăng chức tăng lương ở tháng này. Tình hình tài chính cũng có nhiều tiến triển tích cực khi bạn ký kết được những hợp đồng có giá trị với khách hàng, đối tác. Thời điểm cuối năm nhu cầu mua sắm tăng lên cũng khiến bạn bận rộn luôn chân luôn tay. Song nhờ vậy mà bạn kiếm được khoản tiền dư giả hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu lạc quan,
khi bạn được các cát tinh như Thái Dương, Thiên Diêu soi chiếu, đặc biệt người độc thân dễ tạo ấn tượng trong mắt người khác giới. Bạn có thể dễ dàng tìm được người phù hợp nếu chịu mở lòng. Với các cặp vợ chồng, đôi bên thấu hiểu là hậu phương vững chắc cho nhau. Quý nhân: Thân, Hợi. Tiểu nhân: Mão, Dậu. Màu sắc cát tường: đen, xanh da trời. Con số may mắn: 23, 89, 04. Quý vị thân mến, phong thủy nhà ở luôn là một vấn đề mà bất cứ ai cũng đều quan tâm trong quá trình xây dựng, thiết kế cũng như bố trí các gian phòng trong ngôi nhà của mình. Phong thủy nhà ở phù hợp được quan niệm sẽ giúp gia chủ đón may mắn, tài lộc, đồng thời ngăn chặn những nguồn năng lượng xấu xâm nhập. Hướng phong thủy là một trong các yếu tố quan trọng khi xây nhà. Người tuổi Canh Tý thuộc cung mệnh Khảm Thủy, nên các hướng hợp với mệnh chủ bao gồm hướng Đông, Đông Nam, Nam, Bắc. Nếu thiết kế phòng khách đặt theo các hướng trên thì sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp gia chủ thuận lợi trong công việc. Ngược lại, gia chủ có thể gặp nhiều điều không tốt, xui xẻo nếu hướng phong thủy phòng khách tuổi Canh Tý 1960 rơi vào một trong bốn hướng kỵ của cung Đông tứ mệnh. Do đó, khi chọn hướng phòng khách đối với gia chủ tuổi Canh Tý, cần tránh các hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây. Gia chủ nên thiết kế phòng khách với hình dáng vuông, rộng, không gian thoáng theo phong thủy phòng khách tuổi Canh Tý 1960. Kiểu thiết kế này vừa đem lại cảm giác thoáng đãng, sáng sủa, tính thẩm mỹ cao và vừa hợp với tuổi mệnh. Bên cạnh đó, phòng khách nên thiết kế thêm cửa sổ để các luồng khí có thể lưu thông dễ dàng. Đồng thời kiểu thiết kế này cho phép không gian phòng khách đón ánh sáng tự nhiên, dương khí trong nhà cũng nhờ đó mà tăng cao, giúp gia chủ thuận lợi hơn trong công việc, cuộc sống. Với những phòng khách có diện tích hạn chế, việc thiết kế chuẩn phong thủy có thể gặp một số trở ngại. Với trường hợp này, bạn có thể bố trí gương lớn ở phòng khách để tạo cảm giác không gian như được mở ra rộng hơn. Hơn nữa, căn phòng cũng trở nên sáng sủa, có tính thẩm mỹ hơn, sinh khí được điều hòa và căn phòng cân đối hơn. Ngoài ra, theo phong thủy phòng khách tuổi Canh Tý 1960 thì nên thiết kế trần nhà cao để tạo sự thoáng đãng, đồng thời những góc nhọn trong phòng cần được che đi để tránh tạo sát khí. Nếu phòng khách thiết kế có xà ngang, tuyệt đối không để bàn ghế dưới các thanh xà ngang đó để tránh gây ảnh hưởng đến phong thủy. Một yếu tố cũng quan trọng không kém cần lưu ý trong phong thủy là màu sắc. Khi lựa chọn màu sắc hợp cho phòng khách cần tuân theo quy tắc tương sinh, tương hợp trong phong thủy. Điều này giúp mang lại nhiều may mắn, tài lộc và tăng dưỡng khí cho gia đình. Theo thiết ngũ hành, tuổi Canh Tý thuộc mệnh mộc, do đó những màu tương hợp là màu bản mệnh của nó và màu của mệnh thủy, thủy sinh mộc. Các màu đó bao gồm xanh lá cây, xanh chuối non, xanh nước biển, xanh đen, đen. Vì vậy, khi thiết kế phòng khách hợp phong thủy đối với tuổi Canh Tý, nên ưu tiên chọn các màu trên, như vậy sẽ giúp công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào và các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn. Theo thiết tương sinh, tương khắc trong ngũ hành, mệnh thổ khắc mệnh kim. Vì vậy tuổi Canh Tý nên hạn chế sử dụng các món đồ nội thất, rèm cửa, sofa, màu sơn tường có màu trắng, xám, vàng ánh kim. Những màu này thuộc mệnh kim nên sẽ ảnh hưởng xấu và khiến gia chủ gặp trục trặc trong công việc, cuộc sống. Đồng thời, nó cũng làm hạn chế các luồng sinh khí tốt vào nhà và gây ảnh hưởng đến vận tài lộc của gia chủ. Theo phong thủy phòng khách tuổi Canh Tý 1960 thì việc lựa chọn đồ nội thất cũng rất quan trọng. Nếu chọn nội thất phù hợp với bản mệnh của gia chủ tuổi Canh Tý sẽ mang lại nhiều may mắn, tiền tài và vận khí tốt. Các quy tắc để lựa chọn nội thất phòng khách cho gia chủ tuổi Canh Tý 1960 có thể tham khảo như sau. Lựa chọn màu sắc đồ nội thất, nên ưu tiên những đồ nội thất thuộc mệnh thủy và mộc, hạn chế các món đồ có màu trắng, xám, bạc thuộc mệnh kim. Lựa chọn chất liệu nội thất, nên chọn đồ nội thất sử dụng chất liệu gỗ thuộc mệnh mộc. Lựa chọn hình dáng đồ nội thất, ưu tiên chọn đồ nội thất có họa tiết hoặc hình dáng hình lượng sóng mệnh thủy và hình chữ nhật mệnh mộc. Hạn chế chọn những món đồ có hình tròn mệnh kim vì gây ra tình trạng xung khắc. Theo phong thủy phòng khách tuổi Canh Tý 1960 thì nên ưu tiên lựa chọn và trang trí bằng cây xanh, các loại cây như cây phú quý, cây phát tài, có sức sống cao và có điều hòa khí tốt thì nên ưu tiên sử dụng để bố trí cho phòng khách. Điều này vừa hợp phong thủy, mang đến tài lộc may mắn, lại còn vừa tốt cho sức khỏe các thành viên trong gia đình,
hạn chế trang trí bằng các loại hoa, cây giả, cây nhựa vì nó không hợp phong thủy và có thể gây ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, có thể trang trí phòng khách bằng tranh phong thủy cho những người tuổi Canh Tý 1960. Những loại tranh được sử dụng để trang trí có thể là về chủ đề quê hương, hoa mẫu đơn, rừng cây. Tranh phong thủy không chỉ mang lại thẩm mỹ cho phòng khách mà còn hợp phong thủy, tăng sự thịnh vượng cho gia chủ. Phong thủy phòng khách tuổi Canh Tý 1960 cũng nên lưu ý về các vấn đề dưới đây. Trần khách nên tránh để lộ xà ngang, đặc biệt là vị trí trên đầu ghế sofa hoặc nơi thờ cúng. Trần nhà nên dùng các màu sáng để tạo sự thông thoáng. Sàn nhà nên chọn màu đậm nhằm đảm bảo ý nghĩa phong thủy trời nhẹ, đất nặng. Thiết kế sàn nhà phải bằng phẳng, tránh gồ ghề, chỗ cao chỗ thấp. Nó không những nguy hiểm khi di chuyển mà còn làm cho cuộc sống của gia chủ gặp nhiều sóng gió, thăng trầm. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Canh Tý. Một ý niệm quyết định thiện ác, tâm sinh thiện, hành động cũng hướng tới điều thiện. Mệnh số tự khắc có phúc báo, tâm ác làm điều ác, ác báo tự khắc tìm đến. Rất lâu trước kia, tại một thôn làng ở vùng núi có một câu chuyện được lưu truyền lại rằng dưới chân núi có một người thợ điêu khắc rất có danh tiếng. Làng bên cạnh khi đó mới xây dựng một ngôi miếu. Người thợ điêu khắc này được mời tới để khắc một bức tượng Bồ Tát. Lúc ấy, sắc trời đã tối, người thợ điêu khắc này muốn đi sang làng bên buộc phải đi qua một khu rừng vốn có truyền thuyết ma quỷ hoành hành. Từng có rất nhiều người đi đêm gặp phải con quỷ đó và bị dọa cho khiếp sợ, về nhà mà vẫn chưa hoàn hồn, tinh thần không còn được bình thường. Cho nên, bạn bè và người thân của vị thợ điêu khắc hết lời khuyên bảo ông chờ tới khi trời sáng rồi hẳn lên đường để tránh gặp bất chắc. Nhưng người thợ điêu khắc chỉ lo đi muộn sẽ lỡ mất giờ đã hẹn trước, vì vậy đã nói với người nhà, thứ gì cũng có thể để lỡ, nhưng khắc tượng Phật thì không thể. Nói xong ông lập tức lên đường, đi một mình, đi tới nửa đường, màn đêm đã buông xuống, khung cảnh xung quanh mịt chỉ có ánh trăng lạnh lẽo trên đầu. Đúng lúc này, người thợ điêu khắc bỗng trông thấy một cô gái đang ngồi cúi đầu khóc thút thít bên vệ đường. Đôi giày của cô gái rách nát, nhìn vô cùng chật vật. Người thợ điêu khắc bước tới gần hỏi cô có cần giúp gì không? Cô gái trả lời, tôi muốn đi qua núi kia để sang làng bên thăm mẹ đang bị ốm. Đi tới nửa đường vì giày bị rách, chân đau quá không thể đi bộ tiếp được nữa. Tôi lại sợ truyền thuyết ma quỷ ở đây nên không dám đi tiếp về trước. Vị thợ điêu khắc đáp, nếu như cô không ngại thì tôi có thể cõng cô một đoạn đường. Cô gái đồng ý. Đi hồi lâu, người thợ điêu khắc đổ mồ hôi ướt sũng lưng nên dừng lại nghỉ ngơi. Cô gái mới hỏi, chẳng lẽ ông không sợ truyền thuyết ma quỷ ở đây sao? Sao không vội vã lên đường một mình mà còn chậm trễ gì giúp tôi? Người thợ điêu khắc trả lời cô, tôi cũng muốn đi nhanh chứ, nhưng nếu tôi bỏ lại cô ở đây một mình, ngộ nhỡ cô gặp nguy hiểm thì làm thế nào? Tôi cõng cô đi, dù mệt nhưng ít nhất có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong, người thợ trông thấy dưới chân có một đoạn gỗ, cho nên đã nhặt lên, lấy ra công cụ điêu khắc trong túi của mình, vừa nhìn cô gái, vừa dùng dao khắc vài nét. Cô gái tò mò hỏi người này làm gì, ông vui vẻ đáp, tôi thấy cô rất đẹp, lại trang nghiêm, hiền hòa, rất giống bức tượng Bồ Tát mà mẹ tôi thờ phụng trong nhà, cho nên mới khắc một bức tượng Bồ Tát dựa theo dung mạo của cô. Cô gái nghe xong nhất thời nước mắt chảy dòng dòng. Bây giờ cô mới nói, cô chính là ma quỷ trong truyền thuyết của người dân làng. Trước đây, cô dẫn theo con gái đi thăm mẹ bị ốm, trên đường đi qua đây đã gặp cướp, con gái cô xấu số không thoát được, vì quá đau lòng, nên cô đã nhảy xuống vách núi đi gặp con, từ đó hóa thành ác quỷ, chuyên quấy phá người đi đêm qua đây. Cô không bao giờ nghĩ tới, một người mang đầy lòng oán thù như cô, lại được nghe lời khen dung mạo xinh đẹp, hiền từ như Bồ Tát từ người thợ điêu khắc. Chính sự chân thành, thiện lương của người thợ điêu khắc đã cảm hóa vị nữ quỷ này. Cô siêu thoát ngay sau đó, không còn xuất hiện quấy nhiễu người đi đường nữa. Trời vừa sáng, người thợ điêu khắc cũng đến ngôi miếu làng bên đúng giờ. Đời người luôn phải đứng trước rất nhiều lựa chọn, chỉ một ý niệm có thể quyết định vui buồn, sầu khổ ngày sau. Tâm hướng thiện có thể đổi lấy trăm năm tu hành. Người biết đặt chữ thiện lên hàng đầu, tức là đã thấu tỏ hạnh phúc của thế gian. Dân, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong chương trình lần sau.